Kể từ khi đại dịch COVID bùng phát tại Mỹ và trải qua vài lần đóng mở cửa, ngành làm đẹp mà chủ yếu là nghề làm tóc và móng tay của người Việt tại California đang hồi hộp ngóng chờ sự bình thường trở lại trong tâm trạng vừa hy vọng vừa băn khoăn trước biến thể COVID đang rình rập khắp nơi. Rất là khó khăn. Phải đóng cửa during COVID đó là khoảng một năm thì có được mở có 52 ngày. Christy Nguyễn cũng là một trong những sáng lập viên của Nailing It for America. Lúc đỉnh dịch năm ngoái, tổ chức này gây quỹ, đóng góp thiết bị bảo hộ và thức ăn trị giá hơn 30 triệu đô la cho nhân viên y tế và cộng đồng người Việt tại Orange County và vài nơi ở Los Angeles. Mỗi ngày mỗi ngày mà tại vì bệnh COVID rồi có gia đình của Christy rồi với mấy thợ sợ bệnh á, thành ra không có gửi ai ra hết, không có mở cửa cho ai hết. Trường hợp như vậy có bị mất khách không? Mất khách, mất thợ, mất cũng mất nhiều lắm, mà bây giờ đó thì giờ thì quyền mở được, thành ra từ từ thì just look for a positive future and ráng cố gắng kéo khách lại rồi kiếm thợ and then just build back. Phập phồng lo không biết tiệm có phải đóng cửa nữa không và các biến thể lan tràn có làm thương mại tê liệt như năm ngoái không là tâm trạng chung của nhiều chủ nhân của các tiệm làm đẹp trong vùng Lido, Sài Gòn. Em sợ nhất là bị đóng cửa ở nhà. Thứ nhất là phải lo cái tài chính cho mình trả tiền nhà. Rồi thứ hai nữa là buồn lòng. Em đi làm thì em thấy vui, gặp khách hàng biết chuyện vui lắm. Cho nên được mở cửa lại mừng lắm. Giờ em rất là happy được đi làm. Lúc đầu tôi e ngại về những chuyện đang xảy ra, nhưng bây giờ tôi nghĩ vaccine có thể bảo vệ cho tôi. Tôi cảm thấy bớt sợ khi phải ra đường trong môi trường này. Nhìn chung, khách không ngại đường xa để đến làm đẹp tại vùng Lido, Sài Gòn, thủ đô của người Việt tị nạn. Well, I feel I'm very happy that I finally get to come back. Yeah, to see all of them again. They are like family to me. Yeah. Đây giống như gia đình của chị. Yeah, exactly. Giống mừng gia đình á. Ai cũng very nice. I have chị, má, ai cũng tới đây làm. Đâu có chờ lâu đâu, không có chờ lâu đâu. Chờ, tôi vẫn chờ mà. Tôi chờ cho tới khi mà Chitty cho cô mở cửa tôi trở lại. Tôi trở lại tôi cắt. Tôi rất là vui mừng, tôi rất là sung sướng. Tôi thích lắm. Tại tôi là thích làm đẹp thôi. Giá cả thì sao? Cũng vừa thôi, vừa phải thôi, vừa túi tiền mình thôi. Giá tiền ok lắm. Mặc dù số ca nhiễm COVID tại Mỹ đang tăng trở lại, nhưng ngành làm đẹp ở California dường như vẫn hy vọng. Họ khuyến khích đeo khẩu trang, giữ vệ sinh an toàn cho chính mình và khách hàng. Và ban đầu thì mở cửa lại thì khách cũng còn dè dặt, nhưng mà khi có một số người tới thì người ta thấy là trước khi mở tiệm thì tiệm đã coi như là clean up, rồi coi như là tuân thủ theo những cái điều luật vệ sinh như là những cái khác, nghĩa là xài một lần rồi bỏ, hay là những cái phải clean up tất cả. Sanitize, rồi coi như những cái thép là phải từng cái một rồi bỏ đi, không có xài lại. Yeah, thì khách khi mà khách tới vậy thì khách cũng an tâm. Và đến với các tiệm thẩm mỹ, người ta vừa làm đẹp, vừa có dịp giao tiếp xã hội. Nên hầu như ai cũng muốn ghé các địa điểm này sau một thời gian dài giãn cách vì COVID, bất kể đó là chủ, khách hay thợ. Coi như mình cũng mong là mọi người được chích vaccine hết thì coi như là cái mức độ lây lan nó ít đi thì cuộc sống trở lại bình thường, vui vẻ. Theo thống kê của công ty nghiên cứu thị trường Ibis World, nghề làm tóc và móng tay ở Mỹ trị giá gần 43 tỷ đô la. Nhưng thực tế,
có thể còn cao hơn thế.